AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ có video trải nghiệm con game mobile có tên gọi là Idol Hero Battle. Đây là một con game mobile mới ra mắt thôi và nó mới chỉ có mặt ở trên nền tảng Android. Đây là một con game nhập vai rảnh tay. Hành động rất là thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game Idol Hero Battle này nhá. Tên đầy đủ của con game này là Idol Hero Battle Dungeon Master. Đấy, đây là phần cốt truyện của game này. Bây giờ mình sẽ vào. Các bạn có thể thấy là con game này thì nó sẽ... Thôi mình sẽ skip bỏ qua phần cốt truyện đi. Anh em thể thấy là con game này nó sẽ theo cái phong cách lối chơi là màn hình dọc. Đây chúng ta nhân vật chính của anh em đây. Chúng ta sẽ có một chú cáo nhỏ. Rồi, có lẽ đây là cái phần hướng dẫn của game nhá. Đây là sư phụ của mình đây. Trong game này các bạn sẽ vào vai một chú cáo nhá. Đấy, đồ họa 2D rất là dễ thương. Zombie à? Zombie chuột à? Game này các bạn sẽ kéo thả để thả kỹ năng này. Đó, tức là kéo thả để lướt đi tấn công. Có vẻ là khá là hay đấy. Tức là game này các bạn phải điều hướng nhân vật. Đây, các bạn sẽ có một cái ô kỹ năng này và một ô đánh nha. Và các cái ô kỹ năng để sử dụng, các bạn sẽ lướt chém. Đó, nhân vật nó sẽ tự động chém này, còn mà dùng sử dụng kỹ năng ấy thì anh em sẽ phải điều hướng. Đây là... Đây, các kỹ năng trong game này có thể điều hướng nhá. Đó, tức là hệ thống kỹ năng trong game này có thể điều hướng được. Đúng là kiểu đúng là con game, tức là game này nó là nhập vai rảnh tay nhưng mà cái phần kỹ năng ấy nó cho phép các bạn điều hướng lên, tức là nó mang cái yếu tố của một con game nhập vai hành động. Đó. Bình thường thì đánh thường thì nhân vật sẽ auto, còn sử dụng kỹ năng thì các bạn có thể điều hướng kỹ năng. Đó. Đây chúng ta có phần training này, nâng cấp các chỉ số như tấn công, máu và tốc độ hồi máu, mình phải nâng cấp lên. Đấy, các bạn phải nâng cấp các chỉ số lên, hiện tại có 3 chỉ số thôi. Rồi, tức là game này nó sẽ treo máy như thế này này. Và anh em sẽ đây sử dụng kỹ năng này. Đó anh em thấy không? Sau này thì mình thấy là game nó sẽ mở cả auto nữa, auto full hoàn toàn level 5. Nhưng mà đấy ban đầu thì anh em có thể sử dụng kỹ năng cho nó quen này. Hiệu ứng hình ảnh đẹp phết, nó 2D thôi nhưng mà mình thấy là hiệu ứng làm hiệu ứng chiến đấu nhân vật làm rất là đẹp. Đây sẽ là một con game mình nghĩ là giải trí khá là tốt nha anh em nhá. Có các bạn có vàng thì đấy, các anh em treo máy, game rảnh tay mà các bạn sẽ treo máy liên tục như này và sẽ kiếm được vàng. Vàng thì các bạn sẽ thể nâng cấp các chỉ số cho nhân vật. Thật ra là các bạn chỉ có khoảng 4 kỹ năng thôi, còn cái chém level 3 này thì như kiểu là cái đánh thương của mình ấy. Rồi, nâng cấp tiếp này. Rồi, chúng ta sẽ đánh ải liên tục như này thôi. Hiện tại thì nhân vật chính của mình mới level 1, thế là lên cấp cũng khá là lâu. Vừa nói xong thì lên level 2 rồi. Đó, sau khi lên level 2 thì các bạn có thể học kỹ năng. Cái thanh kỹ năng nó sẽ chia dạng cây, biểu đồ hình cây để các bạn... Đây, nó như kiểu kỹ năng thiên phú ấy. Các bạn cộng vào thì nó sẽ ví dụ như là tăng 10% tấn công này. Đây, đây, talent, kỹ năng thiên phú đó. Còn đây là phần hệ thống trang bị nhân vật này. Sau này các bạn sẽ có một số cái nữa. Hiện tại thì game này sẽ có 4 loại vũ khí nhá. Kiếm, cung, dao găm và trượng phép. Đó. Đây, hiện tại thì ban đầu thì mình đang cầm kiếm thôi. Sau này thì mình có thể kích hoạt thêm nhiều vũ khí khác. Đây, mình vào phần setting là mình nhìn thấy được. Và game thì mới chỉ có tiếng Anh thôi nhá. Mà thật ra thì tôi nghĩ với cái dạng game như này thì không có tiếng Việt thì anh em vẫn có thể chơi được. Rất là thoải mái luôn, không có vấn đề gì. Game rất là dễ hiểu. Mình sẽ tích tiền và nâng cấp lên.
Cái này nó không không có tăng nút tăng tốc trận đấu, nó chỉ như nhịp độ game nó chỉ như thế này thôi. Nâng cấp này. Đó, các bạn kiếm vàng nâng cấp nhận thưởng. À đây, chúng ta sẽ có vũ khí thứ hai. Đó, trong game này thì anh em sẽ có thể sử dụng nhiều vũ khí nhá. Đây, mình sẽ lắp cung vào. Đây, các bạn để chuyển đổi giữa kiếm và cung luôn. Ờ, rất là hay. Game chơi bánh cuốn phết. Đây, mình đang có kỹ năng cung này. Mới mở cái số kỹ năng ban đầu này thôi. Thật ra thì mình thấy là cung game này chắc là đam to, chứ còn cái khoảng cách tấn công nó hơi bị phế vật ấy. Đam to thật. Chẳng qua là cái không có cái khoảng cách tấn công thôi. Nhưng mà đam khá là to, sát thương khá là to anh em ạ. Đó. Con game này chơi được đấy. Mình thấy là anh em rất là đáng để anh em tải game về chơi. Game dạng game hình như là game offline thôi thì phải. Level 8 mở cái gì đây? Đây, mình sẽ chạy vừa đi làm vừa đi cày cày tiền, vừa đi làm các nhiệm vụ game để nhận thêm thưởng kim cương này. À, các bạn có thể chuyển đổi vũ khí nhá, và mỗi lần chuyển đổi thì sẽ có thời gian để hồi, chắc là khoảng 10 giây gì đó. Rồi, nâng cấp máu này lên level 15. Vượt qua ải số 22 thì mình sẽ mở khóa cái dao găm Steel Dagger. Đây, hiện tại mình đang ở ải số 17 và level 2. Game chơi rất là bánh cuốn luôn. Sói bạc nghĩ là anh em nên tải game này về chơi nha. Đáng tiếc là game này nó mới chỉ có trên Android thôi. Nếu bạn nào mà dùng máy iOS ấy, thì anh em dùng giả lập chơi cho mình nhá. Mình đang dùng giả lập đây. Chơi rất là ok luôn, không có vấn đề gì cả. Game rất là nhẹ nhàng, chơi giải trí tốt. Đây, mình sẽ đổi sang kiếm đi. Ui, anh em thấy không? Hiệu ứng rất là đẹp luôn. Đẹp chưa? Quá là hoành tráng luôn. Level 3 luôn rồi. Ải số 20 này. Đấy, và các bạn có thể nâng cấp lên nhá, đánh cho khỏe. Càng ngày game nó sẽ càng khó ấy, thì anh em chịu khó phải nâng cấp. Đây, tăng điểm tiềm năng này. Đó, mình phải tăng đủ điểm thì mới có thể tăng được cái những cái kỹ năng ở dưới này. Sau này nó sẽ chia nhánh ra ấy, thì anh em sẽ lựa chọn sau. Cái điểm này anh em có thể reset được nên không lo nha. Quá đông chưa? Chúng ta có vũ khí mới chăng? Đâu nhỉ? Đây. Đây, mình sẽ lắp vũ khí mới vào này. Các bạn tối đa thì chỉ có thể đeo hai vũ khí thôi nhá, thì các bạn phải anh em sẽ phải lựa chọn nha. Rồi, mình đang sử dụng vũ khí mới này. Đấy, cái dao găm này thì đánh khá là nhanh, tốc độ đánh khá là nhanh luôn. Được đấy, mình sẽ chơi cái dao găm này đi. Đây, thả khói này. Mình còn chưa đọc cái kỹ năng của cái dao găm này nó như thế nào cơ. Đây, mình có thể tăng cấp này. Sau này có thể tăng cấp cường hóa cho vũ khí này. Ồ, kỹ năng đặc biệt. Đấy, khá là hoành. Có thể lướt chém được. Nhả khói. À, có lẽ mình sẽ lắp cung vào đi cho nó đỡ bị trùng ấy. Quýt vào đó, tức là các bạn chỉ tối đa, anh em có thể sở hữu rất là nhiều vũ khí nhưng mà tối đa chỉ có thể đeo hai vũ khí bên mình thôi và chuyển đổi giữa các vũ khí đó. Cung này đam rất to nha, rất là mạnh nha. Đây, tiếp tục nâng cấp khả năng hồi máu lên level 15. Đấy, level 32 thì mình sẽ mở cái trượng phép. Hiện tại đang level 26 rồi. Game chơi bánh cuốn thật đấy.
Tí nữa mình sẽ đổi trượng phép đi. Cung này cảm giác là vì nó không có cái lợi thế bắn tầm xa nên là tí đánh trượng phép chắc là kiểu AoE thì sẽ mạnh hơn. Đấy, tùy anh em thôi. Sau này các bạn phải nâng cấp vũ khí nữa. Tùy vào anh em thích chơi phong cách gì. Thích cận chiến thì kiếm. Còn là thích chơi phép vật lý thì kiếm một cung. Còn thích chơi phép thì trượng phép là một cái sự lựa chọn không thể bỏ qua rồi. Đổi sang dao găm này. Giờ mới level 28 thôi. 29 rồi. Đấy, trong khói này như là mình đánh mạnh hơn thì phải. Mình sẽ nâng cấp lên. Đó, nâng cấp tấn attack lên. Đánh cho nhanh. Đến ải số 55 là chúng ta sẽ gặp boss này. Đó, chúng ta sẽ phải treo máy lên level 55 để gặp boss. Đường đến boss vẫn còn khá là xa, còn khoảng 20 ải nữa. Đấy, các bạn, game này thì anh em có thể tự động điều khiển được nhá. Đó, di chuyển, các bạn chỉ cần chạm trên màn hình thôi. Chúng ta sẽ có một cái analog ảo nó xuất hiện và các bạn thể điều hướng. Nhưng mà thường thì anh em để auto đi, các bạn chỉ cần ấn vào kỹ năng là được. Sau này level 5 thì anh em có thể full auto cơ, tức là không phải động tay động chân gì nhiều ấy. Vì dù sao đây cũng là một con game nhập vai hành động rảnh tay mà. Cái yếu tố rảnh tay nó vẫn đặt lên hàng đầu. Quái mạnh quá, mình đổ sang cung thôi nào. Được rồi, chúng ta có vũ khí tiếp theo đó là trượng phép. Rồi, mình sẽ test thử cái trượng phép này cho anh em xem nhá. Đây, trượng phép này. Đó, giật sét này. Khá là mạnh. Có lẽ tôi sẽ cho trượng phép đi anh em ơi. Đấy, có các hiệu ứng như là băng, lửa, rồi giật sét luôn. Để xem chiêu cuối nó như thế nào nào. Đó, trượng phép khá là mạnh. Lửa này, thả thiên thạch. Giật điện, giật sét đấy. Đây là băng, lướt băng để đóng băng, có khả năng đóng băng kẻ thù lại. Bắn hơi chậm tí thôi, nhưng mà mạnh. Còn đây là cái chiêu cuối này. Để thử nhá. Từ từ để đông lên rồi thử nó phát cho hoành. Đây, thử. Nó cũng là bạn đóng băng. Và gây rất là nhiều ứng. Lên level 4 rồi này. Rất là mạnh, đánh AoE rất là mạnh luôn. Trượng phép đánh AoE rất là mạnh nhưng mà nó sẽ hơi chậm một chút. Đấy, cứ lên level thì các bạn sẽ có một cái điểm gọi là điểm talent này, điểm thiên phú này em cộng điểm nhá. Ui, quái quay đông chưa? Đó, mình mất rất là nhiều máu rồi, anh em phải rất là cẩn thận này. Quái bắt đầu khỏe lên rồi. Cái trượng phép này đánh hơi lâu, tốc độ đánh hơi chậm, được cái đam to thôi. Đấy, đánh dao găm này thì tốc độ đánh rất là nhanh luôn. Còn, nói chung là nhìn chung thì cái con Hero Battle này mình thấy là chơi được, giải trí rất là tốt luôn. Game dạng game offline thôi và đánh giải trí khá là tốt thì anh em có thể tải game về nghịch thử, biết đâu em sẽ thích. Như mình thì mình chơi khá là bánh cuốn, không có vấn đề gì cả. Đó, chơi cũng được. Đổi sang trượng phép. Đó, các bạn để chuyển đổi vũ khí nhá. Rồi, chúng ta sẽ đến ải tiếp theo này. Ui, quái đông chưa? Ui, đấy, quái đông nhanh, AoE phát là rất là nhanh luôn. Tiếp tục nâng
tấn công đi. Hồi chiêu hơi lâu một tí nhưng không sao. Đấy, lên ải số 41 rồi. 55 thì chúng ta sẽ gặp boss nhá. Ui, quái trâu nhá. Đổi người. Ui, chết luôn rồi này. Ồ, chết là phải đánh lại từ đầu à? Ồ, chúng ta sẽ phải về đi nâng cấp. Chúng ta sẽ quay trở lại. Comeback lại à? Ồ, lại phải chơi lại. Tức là các bạn có thể quay trở lại từ đầu và lại tiếp tục đi nâng cấp nhân vật. Đó. Đây sẽ có phần cổ vật này. Cộng thêm chỉ số. Nâng cấp lên. Nếu các bạn có thể quay lại, cày lại từ đầu để có thể nâng cấp lên ấy. Đấy, đúng là kiểu dạng game rảnh tay khác. Là có tốc độ tua nhanh này, để cày nhanh lên này. Đấy, tránh mất thời gian. Các bạn phải có tính năng rush. Tức là ví dụ mà các bạn chơi lại từ đầu ấy, hiện tại là ải mình đang cao nhất là 41 này, mà mình chết mình sẽ có tính năng return này, để có thể nhận được cái cổ vật này, điểm cổ vật này để nâng cấp này. Đấy, và khi mà return thì các bạn sẽ có tính năng rush, tức là cày nhanh lên, tức là anh em sẽ không đỡ phải ngồi đánh lại từ đầu nhiều ấy. Đấy, nói chung là game này thì anh em sẽ phải nâng cấp khá là nhiều nha, bởi vì game nó sẽ khó dần ấy. Đấy, các bạn thể rush nhanh lên này. Đó, nó sẽ cộng rớt một phát 17 cái ải luôn. Đấy, hiện tại mình đã level 38 trên 41 rồi, sắp quay trở lại rồi. Đây, bây giờ chúng ta có tính năng auto battle này. Anh em thấy không? Bây giờ sẽ mở auto rồi. Và sẽ đi nâng cấp tấn công lên. Mắc tấn công lên. Cấp này. Nhận thưởng hàng ngày. Nhận được cái kiếm. Mình sẽ đổi vũ khí đi. Nó thưởng cho mình một cái kiếm. Tức là hệ thống trong game, trang bị trong game này thì nó cũng chia phẩm cấp nhá. Đấy, trắng, xanh lá, xanh dương, tím, cam, đỏ gì đấy. Đồ càng xịn thì càng khỏe thôi. Đấy, mình sẽ đổi vũ khí này. Bây giờ mình bật full auto lên rồi, chơi nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Và quái đông lên kinh khủng dã man luôn. Đấy, vậy thôi. Nói chung là nhìn chung thì con game Adder Hero Battle này nó là như vậy, chơi khá là mảnh cuốn. Thì bạn nào muốn chơi thử có thể tải game và chơi thử nhá. Như vậy thì Sói Bạc cũng giới thiệu cho anh em con game mobile có tên gọi là Idol Hero Battle, một con game nhập vai hành động rảnh tay khá là hấp dẫn để anh em có thể giải trí ở trên di động. Đó, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Camui để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.